Chúng ta không cần trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì để hài lòng hoặc có sự yêu quý của tất cả mọi người, bởi vì đó là điều hầu như không thể và cũng không cần thiết lắm. Vì mỗi người sẽ có một cá tính, mỗi người sẽ có một chất riêng, chúng ta chỉ cần là chính mình, sống đúng với những tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra. Anh mơ một mai thức giấc, chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua. Anh mong ngày mai có nắng, dưới ấm con tim buồn đau tối qua. Anh mong dù cho pháp ngát, có lắm phong ba bình yên chở che. Anh đâu trời cao có đâu, có biết cơn đau mùi hương thế nào. Chúng ta phải chấp nhận rằng có những kỳ vọng sẽ không thành. Và vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không lường trước được, vậy nên cố gắng là thứ duy nhất chúng ta có thể làm. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành quân bài trong tay người khác, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ ít thì chúng ta đã làm rồi. Chỉ tiếc là mình đã không làm thôi, còn làm rồi mà không được thì mình buồn, chứ mình không cần tiếc nữa. Chị ấy đã rất là giỏi. Được chạm được nó rồi, mình tin rằng bạn có thể làm được còn hơn thế nữa, bởi vì vũ trụ này không điều gì là không thể. Với cậu, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Thiên tài là cái gì chứ? Nếu như không có tài năng thì mình sẽ dùng sự cần cù để tiếp. Nếu kỳ tích không chiếu cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Chúng ta có những khó khăn khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau. Mày không thể hiểu được nỗi buồn của tôi cũng không thể hiểu được nỗi khổ của mày. Tháng năm về sau, mong cho bạn luôn an toàn và khỏe mạnh. To be weak, but it's not okay to stay weak. Có những ngày các bạn sẽ vô cùng mệt mỏi, nhưng đừng bỏ cuộc. Và những ngày đó mới là những ngày bản thân bạn thay đổi nhiều nhất. Ước mơ đều giống như một tòa tháp cao lớn và kiên cố. Muốn đặt chân đến đỉnh tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách và leo lên đó bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm được, thì tôi sẽ mỉm cười và tiếp tục làm công việc mà tôi đang làm, bởi tôi tin rằng mỗi ngày tôi đều tiến bộ hơn, mỗi ngày lại gần hơn với đỉnh vinh quang. Hãy tự truyền thêm động lực cho chính bản thân mình, bởi vì không cần biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, nhưng các con sẽ làm hết sức khả năng của mình. Là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời, dù cô đơn vây quanh luôn rơi theo.